Nhiều năm qua, tình hình cạnh tranh giữa hai thủ môn hàng đầu của đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm và Philip Nguyễn luôn thu hút sự quan tâm của cả người hâm mộ lẫn giới chuyên gia bóng đá. Với những đặc điểm riêng biệt và những thành tích rực rỡ trong sự nghiệp, hai cầu thủ này đã tạo nên cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ trong việc giành lấy vị trí số 1 ở cửa ngõ của đội tuyển quốc gia. Sự xuất hiện của Đặng Văn Lâm, người mang hai dòng máu Việt-Nga, trong màu áo câu lạc bộ Bình Định kể từ nửa sau mùa giải 2022 đã đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của anh. Tương tự, Philip Nguyễn cũng vừa bước chân vào sân chơi bóng đá Việt Nam với việc gia nhập câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sự ra sân thường xuyên tại V-League giúp cả hai thủ môn có cơ hội thể hiện tài năng và cùng khẳng định vị thế của mình trong lòng người hâm mộ. Trận đấu đầu tiên của giai đoạn 2 V-League 2023, Đặng Văn Lâm và các đồng đội đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước câu lạc bộ Hà Nội. Mặc dù có bàn thắng dẫn trước, đội của Đặng Văn Lâm đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 2-4. Tình hình này đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng duy trì vị trí thủ môn số 1 của Đặng Văn Lâm và cơ hội cho Philip Nguyễn nắm bắt cơ hội để thể hiện. Trong cuộc trò chuyện với báo giới, Philip Nguyễn đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc tập trung vào hiệu suất cá nhân và không quá áp đặt với sự so sánh giữa hai người. Anh cho biết, tôi luôn tập trung vào trình diễn của bản thân và không để ý nhiều đến việc so sánh với Đặng Văn Lâm. Có sự so sánh, nhưng điều quan trọng là tôi muốn thể hiện tốt công việc của mình trên sân cỏ. Tôi cảm ơn tình cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho tôi và mong muốn mang lại niềm vui cho họ. Cuộc cạnh tranh hứa hẹn sẽ tiếp tục sôi nổi trong thời gian tới, khi cả Đặng Văn Lâm và Philip Nguyễn đều quyết tâm giữ vững vị trí của mình và góp phần mang lại thành công cho đội tuyển Việt Nam trong những thử thách sắp tới trên đấu trường quốc tế.